Bạn có nhu cầu mua ác Free Fire, ác Liên Quân, thử vận may uy tín giá rẻ, hãy đến với rikaki.vn, trang web hợp tác chính thức với Riaki Gaming. Ok, xin chào anh em đã trở lại với Ria Kia Minh. Có rất nhiều bạn đã yêu cầu mình hãy làm top 10 những nhân vật mạnh nhất trong Gaiana Free Fire trong phiên bản OB27. Ok, mạnh nhất thì có lẽ rằng hơi khó để chúng ta quyết định là nhân vật nào mạnh nhất. Nhưng trong video này chúng ta sẽ cùng nhau đến với 10 nhân vật hữu dụng nhất mà chúng ta có thể gắn vào mọi combo, kỹ năng trong Gaiana Free Fire nha. Ok, và với phiên bản OB27 này mình sẽ cập nhật tất cả nhân vật tính đến thời điểm hiện tại của OB27, cũng như một nhân vật sắp ra mắt đó là Maro. Ở vị trí top 10 chúng ta sẽ có đó là nhân vật mới chưa ra mắt server Việt Nam nhưng một số server khác đã ra mắt rồi, đó là nhân vật Maro. Nhân vật này sẽ tăng tối đa đó là 25% sát thương khi mà bắn ở tầm càng xa, nghĩa là càng bắn xa thì sát thương nó lại càng cao. Và đây là một trong những nhân vật mà theo mình đánh giá rằng nó sẽ phù hợp với tất cả mọi kỹ năng trong Gaiana Free Fire. Tất cả mọi combo đều sẽ cần cái việc mà tăng sát thương khi tấn công ở tầm xa. Nhân vật này khi càng bắn xa thì chúng ta sẽ càng bắn đau. Bên cạnh đó thì khi mà bắn vào những đối phương mà đã bị đánh dấu thì nhân vật Maro này cũng sẽ gây thêm sát thương. Nói chung đây là một kỹ năng bị động, có thể nói rằng là nó có thể gắn vào tất cả mọi nhân vật, trừ khi mà bạn là một người mà chỉ chơi cận chiến. Còn nếu như một khi bạn đã sử dụng súng để bắn tầm xa thì có lẽ nhân vật Maro này là một trong những nhân vật mà theo mình đánh giá là khá ngon. Thực sự thì khi mà sử dụng ở bên server nước ngoài, có những pha bắn mà sát thương nó chỉ cần trội thêm khoảng 5-10 sát thương thôi, nó đã là một câu chuyện rất khác rồi. Và thực sự thì nhân vật Maro này bạn có thể gắn vào với bất kỳ một bộ kỹ năng nào mà chúng ta vẫn có thể sử dụng nhân vật Maro này một cách phù hợp. Thực sự thì đây là một trong những nhân vật mà đang rất hot ở bên các server mà nó đã ra mắt rồi. Nhân vật này có thể sẽ ra mắt ở server Việt Nam đâu đó trong khoảng một vài tuần tới. Nên là anh em nếu như mà thích nhân vật này có thể sớm xúc nhân vật này nha anh em. Nhân vật tiếp theo đó là Siru. Siru hiện tại đang là sử dụng khá nhiều trong những giải đấu để thay thế cho Moco. Với cái việc mà khả năng đánh gọi là chơi của những game thủ càng ngày càng tốt lên thì có lẽ là việc mà họ tối ưu hóa sát thương thông qua những phát bắn được đánh dấu đến từ nhân vật Siru là ngon lành hơn khá nhiều, đặc biệt là với những người chơi sử dụng súng ngắm khi mà có thể khả năng chỉ bắn một phát là hạ gục đối phương ngay. Nhân vật Siru hiện tại nó đang được sử dụng khá nhiều khi mà cái khả năng phản đòn của nó là tương đối tốt, và thậm chí một số người chơi đã bỏ nhân vật Moco để thay thế nhân vật Siru. Và Siru ở trong phiên bản OB27 này suýt nữa thì nó đã bị giảm sức mạnh khi mà ở trong phiên bản thử nghiệm nó đã bị giảm cái khả năng xuyên giáp của viên đạn đầu tiên bắn trả và đối phương chỉ còn 50% mà thôi. Tuy nhiên sau đó thì bên Gaiana Free Fire đã nghĩ lại và họ vẫn để cái khả năng xuyên giáp của phát bắn đầu tiên của Siru là 100% giống như ở phiên bản OB26. Chính vì vậy nên Siru vẫn đang là một trong những nhân vật khá ngon lành, đặc biệt là trong những cái pha trao đổi sát thương cũng như là những cái pha mà bạn chơi tầm xa. Nhân vật Siru này bạn có thể gắn với bất kỳ nhân vật nào, với thậm chí là bạn không cần bắn trúng đối phương, chỉ cần đối phương bắn nhẹ sượt qua người bạn thôi là bạn đã có thể đánh dấu đối phương rồi. Nhân vật tiếp theo cũng đang sử dụng khá nhiều trong những giải đấu chuyên nghiệp, đặc biệt là đấu trường sinh tồn cũng như là đại chiến quân đoàn, đó chính là nhân vật Alvaro. Ở thời điểm mới ra mắt thì nhân vật Alvaro này chưa được nhiều người yêu thích lắm. Tuy nhiên thì sau khi nhân vật Alvaro này có khả năng kích hoạt đếm ngược của những quả lựu đạn thì phải nói rằng bây giờ Alvaro là một trong nhân vật ném lựu đạn nó phải gọi là maximum, max khủng. Với sát thương tăng lên 16% và tầm nổ tăng lên 10% đối với cả mỗi quả lựu đạn được ném ra thì chắc chắn là trong cái thời kỳ mà người người chơi lựu, nhà nhà chơi lựu, người người căn ném lựu, nhà nhà căn ném lựu như thế này thì nhân vật Alvaro rõ ràng là một trong nhân vật mang lại rất nhiều lợi thế, kể cả trong chế độ tử chiến lẫn cả trong chế độ chạy bò. Những pha công nhà nếu như bạn có Alvaro chắc chắn là sức mạnh của bạn sẽ được tăng thêm rất nhiều lần với khả năng căn chỉnh ném lựu, và chưa kể là Alvaro còn tăng sức mạnh cho cả những pha bắn M79 hay những pha bắn lựu nhỏ nữa. Chính vì vậy nên ở thời điểm hiện tại thì Alvaro là một trong nhân vật rất thích hợp dành cho những anh em nào mà thích chơi lựu, mà ở thời kỳ này ai cũng phải biết chơi lựu rồi, ai cũng phải ném lựu mà thôi. Đó là nhân vật ở vị trí top 8. Chúng ta cùng nhau đến với vị trí top 7, đó chính là Rafael. Rafael ở trong phiên bản OB27 này được tăng sức mạnh lên đáng kể khi mà anh ta sử dụng tất cả những loại súng bắn tỉa cũng như là súng trường tầm xa như là SVD hay là như chim gõ kiến đều sẽ được gắn sẵn giảm thanh. Nghĩa là khi mà các bạn bắn súng này mặc định các bạn sẽ có giảm thanh, và bên cạnh đó thì bạn vẫn có thể gắn lên nòng 3 để tối ưu hóa lượng sát thương. Và 112 sát thương với khẩu SVD mà bắn giảm thanh thì nó lại là một câu chuyện gì đó quá khủng khiếp luôn. Cái nội tại này của nhân vật
Rafael nó rất thích hợp, thậm chí ở trong chế độ tử chiến. Trong chế độ tử chiến chúng ta đâu có thể mua được giảm thanh đâu, nhưng với việc mà có Alvaro thì chúng ta có những pha bắn chim bọ kiến giảm thanh, nó phải gọi là chất lượng luôn, nó phải gọi là chất lừ con cá ngừ. Bên cạnh đó thì cái kỹ năng của Alvaro còn có kỹ năng của Rafael còn có một điểm nữa, đó là khi hạ gục đối phương, nốc đối phương thì đối phương sẽ chết nhanh hơn 45% và địch sẽ không thể nào cứu kịp những người chơi bị nốc. Và thực sự đây là một trong những kỹ năng mà theo mình đánh giá nó hữu dụng bậc nhất trong Garena Free Fire ở phiên bản OB27 này. Tuy nhiên thì Alvaro sẽ thích hợp với những người chơi mà thích chơi súng bắn tỉa tầm xa, đặc biệt như thích vẩy M82B thì Alvaro Rafael nó phải gọi là quá ngon cho đội bán so luôn. Một trong những nhân vật mà bị hắt hủi ở trong phiên bản OB27 này đó chính là Chrono. Tuy nhiên thực tế cho thấy các em thủ vẫn sử dụng nhân vật Chrono này là khá nhiều. Chrono mặc dù bây giờ thời gian hồi chiêu là khá lâu, tuy nhiên kết hợp với Rocky chúng ta vẫn có một khoảng thời gian hồi chiêu là chấp nhận được. Đó là rơi vào khoảng tổng cộng đó là 145 giây. Đấy, 170 giây, nhưng trừ đi 15% thì chúng ta còn khoảng hơn 140 giây một chút. Tuy nhiên thì bây giờ sử dụng Chrono sẽ phải cẩn thận hơn khá nhiều. Nhưng trong những giải đấu chuyên nghiệp thì Chrono vẫn là nhân vật duy nhất có khả năng ngắt nguồn sát thương của đối phương ngay lập tức. Và đó lý do vì sao mà Chrono vẫn là một nhân vật mạnh, nó không hề yếu đi so với phiên bản trước một chút nào. Nó chỉ đơn giản là các bạn bây giờ phải sử dụng Chrono tính toán hơn, chứ không thể nào mà có thể gọi là liên tục spam kỹ năng Chrono được. Một trong những điểm nữa là Chrono cũng bị tăng cái tầm của cái vòng lên. Cái vòng của Chrono bây giờ sẽ lớn hơn và đối phương dễ chạy vào hơn. Tuy nhiên thì mình thấy rằng sức mạnh Chrono có lẽ nó chỉ bị giảm đi đâu đó khoảng 20-30% mà thôi. Và nó vẫn là một trong nhân vật mà rất đáng để sở hữu cũng như là để chơi trong Garena Free Fire thời điểm hiện tại. Đứng ngay trên vị trí Chrono sẽ là sự trở lại của Alok. Sau một khoảng thời gian bị hắt hủi thì bây giờ Alok đã chính thức quay trở lại khi mà kỹ năng của Alok có một khoảng thời gian hồi chiêu khá là ok. Với kỹ năng của Alok ở thời điểm hiện tại thì phải nói rằng Alok cũng đang là một trong những một trong những cái nhân vật mà có lẽ là người chơi rất thích yêu thích, tại vì là với việc mà bây giờ cái phong cách quay cận chiến nó quay trở lại và cần sự luồn lách nhanh hơn thì rõ ràng Alok vẫn đang là một trong những một trong những cái nhân vật mà chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng ở trong tất cả những combo, trong tất cả những trận chiến. Alok bây giờ nếu như các bạn kết hợp tốt với những kỹ năng mà tăng tốc độ di chuyển thì Alok vẫn đang là một trong nhân vật linh hoạt nhất trong Garena Free Fire khi mà Chrono đã bị giảm đi tốc độ di chuyển từ 30% xuống còn 15%. Nói chung sự phiên bản OB27 này nó đã giúp Alok có một sự comeback cực kỳ mạnh, và với cái khả năng hồi máu của mình trong giao tranh thì nói chung là Alok vẫn đang là một trong nhân vật mà có lẽ là anh em nên lựa chọn nếu như anh em là một trong những người chơi cận chiến. Còn ngay cả khi bạn chơi tầm xa thì Alok vẫn là một trong nhân vật phù hợp. Trong tử chiến thì Alok cũng là một trong nhân vật khá là ngon khi mà chúng ta có thể sử dụng cái kỹ năng Alok này liên tục qua các bán đấu mà không cần phải chờ lâu như là kỹ năng của Chrono. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với vị trí thứ tư trong danh sách này, một vị trí mà có lẽ là rất nhiều người cảm thấy bất ngờ, đó là Maxim. Ở trong phiên bản này, Maxim đã được nâng cấp lên rất nhiều khi bây giờ thời gian sử dụng bình máu như là ăn nấm của anh ta nó được giảm đi là 40%. Bây giờ thì phải nói rằng là nhân vật Maxim này bơm máu như ăn cắp luôn. Và ngay cả trong cái giai đoạn đầu khi mà OB27 mới cập nhật và cái máy bán hàng nó chưa được cập nhật ở trong Garena Free Fire về cái việc mà bỏ đi cái bình máu ở trong máy bán hàng, thì rất nhiều người chơi theo phong cách tanh bo. Nói chung nhân vật Maxim này là một trong nhân vật thời kỳ đầu nó khá hay, và đến thời điểm hiện tại thì đa số game thủ họ cũng sử dụng nhân vật này trong những cái giao tranh. Đơn giản là bạn bơm máu nhanh hơn đối phương thì bạn sẽ có nhiều thời gian để ra tấn công đối phương hơn. Vâng, bơm máu đôi khi chỉ nhanh hơn nửa giây thôi là bạn đã có thể thoát được một tình huống ném liệu hay là một tình huống kè đầu của đối phương rồi. Thực sự thì nhân vật Maxim này đang là một nhân vật rất mạnh ở trong phiên bản hiện tại. Gần như mọi người ai cũng nên sử dụng kỹ năng của Maxim này để có thể bơm máu nhanh hơn. Nếu bạn không lấy Maxim, thời gian bơm máu bạn nó sẽ là tương đối lề mề. Còn nếu bạn lấy Maxim, rõ ràng bạn tiết kiệm hơn rất nhiều khoảng thời gian, tại vì chẳng có ai đảm bảo rằng mình sẽ không bị mất máu ở trong những pha giao tranh của Garena Free Fire cả. Đó là nhân vật Maxim, và đó là một trong nhân vật mà theo mình đánh giá rất ngon lành ở trong phiên bản hiện tại. Ở vị trí thứ 3, chúng ta sẽ cùng nhau đến với một trong nhân vật đang gây ra khá nhiều sự khó chịu trong Garena Free Fire, đó là Ngộ Cỏ. Đấy, Ngộ Khỉ đang là một trong nhân vật khiến cho người chơi cảm thấy hơi phát điên khi mà những người chơi giỏi của nhân vật Ngộ Không này họ đang làm rất nhiều thứ liên quan đến Ngộ Không. Ngộ Không ở trong phiên bản này chúng ta thậm chí là sẽ có thể có những cái chuỗi hạ gục liên tiếp nếu như chúng ta
kiểm soát tốt cái kỹ năng hóa bụi cỏ của nhân vật Ngộ Không. Với kỹ năng hóa bụi cỏ tốt thì Ngộ Không hoàn toàn có thể gây ra những cái pha đảo điên đối với cả đối thủ và liên tục bắn hạ gục đối phương, hóa thành bụi cỏ di chuyển, sau đó thì lại tấn công. Ở trong cái chế độ huấn luyện này ấy, thì Ngộ Không dễ bị tấn công hơn. Tuy nhiên thì ở trong chế độ thường thì rất khó để ghim tâm vào Ngộ Không. Thực sự thì Ngộ Không đang gây ra một sự khó chịu rất lớn dành cho những người chơi ở Gaena Free Fire. Thực sự thì cái kỹ năng Ngộ Không này phải nói rằng nó đang hơi bá đạo quá và nhiều người đang kêu gọi rằng hãy giảm sức mạnh Ngộ Không đi. Và theo các bạn thì Ngộ Không có bị giảm sức mạnh trong phiên bản OB28 hay không? Cái này thì mình không dám chắc cho lắm, nhưng mình phải khẳng định với anh em, hiện tại rất nhiều những người chơi ở khả năng gọi là luồn lách, họ vẫn đang sử dụng Ngộ Không cực kỳ hiệu quả, và đa số trong những ván đấu chúng ta sẽ đều thấy có sự xuất hiện Ngộ Không, mà không chỉ 1-2 Ngộ Không mà phải tới 3-4 Ngộ Không ở trong một team cơ. Thực sự thì đây là một trong những nhân vật đang khiến cho người ta cảm thấy khá là bất ngờ khi nó đã bị lãng quên từ rất lâu, nhưng bây giờ bất ngờ nó quay trở lại với một sức mạnh vượt trội khi mà hạ gục đối phương ngay lập tức hồi lại cho mình kỹ năng ngay. Nhân vật tiếp theo mà chúng ta không thể thiếu trong bất kỳ một combo nào và đang là một trong nhân vật khá xịn sò, đó là Kelly. Có nhiều người cảm thấy khó chịu với kỹ năng thức tỉnh của Kelly, tuy nhiên thì cái kỹ năng này nó hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến những pha headshot. Cái này thì bên Nga nào đã khẳng định rồi. Thực sự thì với Kelly thì bây giờ chúng ta không thể bỏ Kelly được, bởi vì Kelly tăng 6% tốc độ chạy và là nhân vật duy nhất mà giúp cho chúng ta luôn luôn tăng được tốc độ chạy một cách dễ dàng. Và Kelly khi mà di chuyển 4 giây thì chúng ta sẽ có một pha bắn đầu tiên tăng 109-110 sát thương, 110% sát thương. Và thực sự thì đây nó không phải là một số lượng sát thương quá lớn, tuy nhiên thì dù sao thì chúng ta không thể bỏ Kelly được, và đó lý do vì sao mà chúng ta vẫn sẽ phải sống chung Kelly. Và dù sao thì khi mà Kelly được nâng sức mạnh lên một chút thì có phải là tốt hay không? Vâng, vẫn là một cái điều tốt dành cho những người chơi Kelly. Ở thời điểm hiện tại thì có lẽ là bên Nga nào nên chỉnh sửa lại cách hiển thị cái sát thương của Kelly cũng như cách hiển thị cái kỹ năng Kelly để làm sao cho người chơi không cảm thấy khó chịu, vì thực sự bây giờ khá nhiều người cảm thấy khó chịu khi mà nhân vật Kelly mỗi khi chạy nó sẽ có một cái dòng thông báo, và dòng thông báo đó đôi khi nó sẽ che đi tầm nhìn của chúng ta, khiến cho chúng ta cảm thấy khó tấn công đối phương hơn. Và cái điều này thì mình nghĩ là trong những phiên bản tới bên Nga nào sẽ cải thiện cái kỹ năng thức tỉnh Kelly này mà thôi. Và ở vị trí quán quân, một nhân vật mà có lẽ không thể thiếu trong bất kỳ một combo nào, đó chính là Hayato. Lý do vì sao mà Hayato không thể thiếu được, vì chẳng có một kỹ năng nào vừa tăng sức mạnh tấn công lại vừa tăng khả năng phòng thủ như Hayato cả. Với việc mà giảm đi mất đi 10% máu thì Hayato sẽ tăng thêm 10% xuyên giáp, cũng như là cứ 10% máu mất đi thì anh ta sẽ được giảm 3,5% sát thương đến trước mặt. Nếu như Hayato mất đi một nửa máu thì số lượng giảm sát thương đi cũng khá là nhiều rồi. Và thực sự thì cái giảm sát thương này trong những pha giao tranh, kể cả tầm xa cận chiến, đôi khi nó rất quan trọng. Nó sẽ giúp bạn còn thừa lại được một số lượng máu đủ để có thể hạ gục đối phương. Và phải nói rằng kỹ năng Hayato này là kỹ năng mà bây giờ bắt buộc tất cả mọi người đều phải sử dụng. Vâng, tôi chưa thấy ai là không sử dụng Hayato ở trong những cái ván đấu chuyên nghiệp của mình cả. Với Hayato thì những pha cận chiến hay những pha tầm xa của bạn đều sẽ trở nên dễ dàng hơn. Và điều quan trọng là bạn cần thức tỉnh Hayato càng sớm mà tốt. Với cái khả năng xuyên giáp của mình, Hayato dễ dàng hạ gục đối phương hơn. Với khả năng giảm sát thương của mình, Hayato nhiều khi cũng sẽ có thể sống sót ngay cả khi bị đối phương bắn cả những cái viên M887 hay M104 vào mặt. Ok, thì đó là top 10 nhân vật hữu dụng nhất trong phiên bản OB27 này. Các bạn có đánh giá như nào? Muốn bổ sung thêm nhân vật nào hay bỏ bớt nhân vật nào ra khỏi danh sách này hay không? Thì hãy đừng quên để lại comment của mình ở phía dưới này. Và các bạn hay sử dụng combo kỹ năng như nào? Thì em hãy comment ở phía dưới video này để mình được biết nha. Còn bây giờ thì rất cảm ơn anh em đã theo dõi video này, và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Đừng quên like và subscribe nếu như đây là lần đầu tiên bạn đến với kênh của mình nha. Bye bye.